Đây là nhiệt độ tại cửa gió của em điều hòa di động này nhá. Nhiệt độ của nó sẽ gỡ khoảng tầm là 17,3 độ cho đến 18 độ. Nói chung là tùy khu vực. Nhưng về cơ bản thì với một em điều hòa di động mà kích thước nó nhỏ như thế này với 9000 BTU ấy thì mình rằng đời mức nhiệt độ tương đối là ổn, phù hợp với những căn phòng diện tích khoảng tầm là 15 cho đến 20 mét vuông. Hôm nay chúng ta hãy cùng nói về em điều hòa di động Acuno mã AK084 DMS này nhá. Mỗi sản phẩm mình rằng được rất nhiều em quan tâm luôn. Đầu tiên với cá nhân mình ấy, thì điểm mạnh nhất của em Akuno mà AK084DMS này đó chính là về phần thiết kế. Thực sự nói thiết kế này quá nhỏ gọn luôn nếu mà so sánh với một em điều hòa bình thường hay là so với những cái quạt mà các bạn đổ đá vào ấy, gọi là quạt điều hòa thì em này nhỏ gọn hơn đáng kể mặc dù thiết kế như này tuy nhiên chúng ta vẫn sẽ gồm có hai phần nhá có cục nóng và cục lạnh cái cục nóng thì nó sẽ ở bên dưới này còn cục lạnh thì nó sẽ ở bên trên các bạn nhá thế nên để mà nói nếu mà so sánh một điều hòa bình thường các bạn treo tường ấy thì thiết kế này nó đơn giản hơn rất là nhiều ở đây thì chúng ta sẽ có mấy cửa gió và nó sẽ thao tác thủ công luôn bạn ạ chúng ta sẽ dùng tay để mở ra và đây cũng sẽ chính nơi những cái nguồn gió lạnh nó đi ra ngoài làm mát cho căn phòng của bạn còn ở phía sau này ấy, thì chúng ta sẽ có hai đường ống này nhá và nếu bạn nào chưa biết ấy, thì nó sẽ là một cái đường ống dùng để thoát khí nóng Chính cái đường ống to này thì các bạn sẽ dùng để kẹp vào cửa hay là kẹp vào những cái nào mà chúng ta để thoát khí ra ấy. lưu ý các bạn một điều nhá đó chính là với những cửa chớp như cửa văn phòng này ấy nó sẽ không thực sự tối ưu để mà các bạn kẹp cái này vào mà nó sẽ phù hợp với những cửa đóng kiểu bình thường ấy thì nó sẽ ok hơn còn cửa chớp này thì mình nghĩ rằng cái lượng khí nóng nó tàn vào trong tương đối là nhiều và thêm một đường ống nữa đây là cái đường ống dùng để thoát nước các bạn nhá cái này ấy, thì đây là một điều dễ hiểu thôi bởi vì điều hòa bình thường chúng ta bao giờ cũng sẽ có một cái đường ống để thoát nước như thế này. Thế nên để mà nói nhá, cái vị trí hợp lý nhất dành cho em điều hòa này đó sẽ đặt cạnh cửa thì nó sẽ tối ưu khi chúng ta vừa có thể thoát được khí nóng cũng như là thoát được nước một cái dễ dàng hơn. Còn nếu bạn nhìn ở phía phần sau của cái điều hòa này nhá, chúng ta sẽ có những cái phần đó chỉ bộ lọc không khí ở đây. Có thể thấy dễ dàng tháo ra cũng như là vệ sinh một cách vô cùng đơn giản luôn. Nếu mà so sánh lại những điều hòa bình thường ấy, cụ thể khi bạn treo ở phía trên thì chúng ta nếu mà vệ sinh em này nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Và tên của em điều hòa này đó là điều hòa di động thành ra nó có thể dễ dàng di chuyển thông qua bốn cái phía bánh xe ở phía bên dưới các bạn nhá. Cho nên với cá nhân mình đánh giá thì em này nếu bạn muốn di chuyển các bạn muốn chuyển phòng trọ nó cũng đơn giản hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ không phải tháo ra sau đó các bạn vận chuyển đi. Em này các bạn chỉ việc bích để lên xe như sau. Mặc dù nhìn thiết kế nó nhỏ gọn như này thôi, tuy nhiên trọng lượng này cũng tương đối nặng, khoảng tầm 20 kg. Thành ra các bạn đẩy ấy, nó sẽ ok hơn là việc bạn bê lên rất là nhiều. Nhưng nếu mà chúng ta so sánh với những cái quạt điều hòa bình thường nó cũng có bánh xe dạng đầy đầy như thế này thì thiết kế em này mình thấy rằng vẫn nhỏ gọn hơn rất rất là nhiều các bạn ạ. Với những cái quạt mà các bạn phải đổ đá này sau đó chúng ta bật lên gọi là quạt điều hòa thì em này thiết kế của nó sẽ chỉ một nửa mà thôi. Và thêm một lưu ý nghĩa dành các bạn nhá, thì cái ống này tối đa chiều dài của nó sẽ là 1,5 m khi mà chúng ta kéo dài ra ở cái độ dài tối đa. Còn bây giờ thì mình sẽ nói về hiệu quả làm mát của em điều hòa di động này nhá Với cái nhân mình giá thì em này tương đối ok luôn Cụ thể với mức tối đa của nó đây sẽ là 16 độ Thì mình đỏ cửa gió sẽ là cỡ khoảng tầm là 17 độ C Tính ra tranh lệch cỡ khoảng tầm là 1 độ thôi Đây là một mức đánh giá tương đối là ok Còn về hướng gió ấy, thì gió ở đây nhá Nó sẽ chỉ đi theo một hướng nhất định thôi Tức là nếu bạn ngồi trong một đường thẳng ấy, thì nó sẽ ok Còn nếu bạn ngồi tản mạng sang hai bên ấy, thì hiệu quả của nó sẽ không cao bằng Nếu mà so sánh ngồi đường thẳng Thế nên để nói với một em điều hòa như này thì hiệu quả của nó sẽ kém hơn nếu mà so sánh với những điều hòa treo tường Nhưng đây cũng là một điều dễ hiểu bởi vì kích thước của nó nhỏ hơn hơn đáng kể cũng như là việc em này chúng ta sẽ chỉ có mức giá cũng một là 4 triệu mà thôi hay chính xác hơn mức giá của em này sẽ là 3 triệu 890 000 theo một số nơi mình thấy bán thời điểm hiện tại nhưng dù sao với cá nhân mình hiệu quả làm mát của em này nó tương đối ok trong một cái phòng diện tích có khoảng tầm từ 15 20 mét vuông bạn thế nên với những căn phòng trọ bình thường diện tích của nó cũng sẽ loan quanh như vậy em này nó tương đối phù hợp với không gian nhiều phòng trọ hoặc là phòng đơn các bạn nhá còn về loại ga ấy, thì mình nghĩ rằng đọc ở đây nhà xuất công bố là loại ga này là loại ra máy lạnh R410 thân thiện môi trường Thực sự mà nói thì mình không có chuyên môn quá nhiều với loại này Thành ra là mình cũng chỉ biết là nó là một loại ga mà người ta quảng cáo thân thiện môi trường thôi còn nếu mà để sử dụng một cách mát mẻ nhất ấy, thì mình nghĩ rằng các bạn nên sử dụng trong phạm vi có khoảng 3 mét đổ lại Hoặc là chúng ta ngồi gần có khoảng 30-40cm thì nó sẽ cho một luồng không khí mát mẻ nhất cũng như là tối ưu nhất Còn về cách điều khiển nhá, với em điều hòa này chúng ta sẽ tổng cộng là ba cách như sau Thứ nhất, có thể dùng hẳn cái điều khiển này và thứ hai chúng ta sẽ dùng những hàng phím điều chỉnh ở đây tuy nhiên với những hàng phím điều chỉnh này thì nó sẽ hạn chế hơn đáng kể nếu mà so sánh về điều hòa cũng như là cái thứ ba và cái thứ ba đó chính là thông qua app nhá với cái app này thì mình rằng nó sẽ trực quan cũng như là dễ nhìn hơn chúng ta gồm có phần nhiệt độ này sau đó có phần điều chỉnh quạt này cũng như là những chế độ khác nhau thế nên với mình ấy, thì mình khuyên các bạn chúng ta nên dùng app như này chưa kể các bạn có thể kết nối với trợ lý ảo của google luôn nếu bạn đang dùng một hệ sinh thái của google ngoài cái tính năng mà làm mát ấy, thì chúng ta sẽ có tổng cộng là ba chế độ khác nhau gồm có ở đây đó chính là chế độ để quạt này sau đó các bạn sẽ có chế độ đó chính là hút ẩm cũng như là một chế độ nữa đó chính là chế độ máy lọc không khí với cơ bản cả ba chế độ này các bạn cũng có thể điều chỉnh qua app luôn còn ở bảng điều khiển ở ngay phía trên này nhá chúng ta sẽ chỉ có những cái phím cơ bản ví dụ như là chế độ ion này sau đó chế độ tăng giảm nhiệt độ hay là hẹn giờ hay là quạt thế thôi Tất nhiên với em điều hòa di động như này thì tính năng chính của nó vẫn sẽ là điều hòa còn lại những tính năng khác ấy, nó sẽ chỉ tính năng phụ trợ thôi nhá. Thế nên các bạn không thể đòi hỏi quá nhiều nhất là với những tính năng ví dụ máy lọc không khí chẳng hạn và một trong những cái mà rất nhiều bạn quan tâm nữa đó là điện năng tiêu thụ của em này như nào cá nhân mình đánh giá thì có thể gọi là tương đối ổn đi. Cụ thể em này nếu bạn bật theo khuyến nghị nhá tức là nhiệt độ phòng có tầm 25 26 độ C ấy, thì mỗi một tiếng nó sẽ tiêu thụ một số điện. Còn với giá điện phòng trọ, một số điện có khoảng tầm là từ 3 000 rưỡi cho đến 4.000, mình tính làm tròn là 4.000 đi thì một đêm bật em này nó tốn có khoảng tầm là 8 số điện đấy thì chúng ta sẽ mất cứ khoảng tầm là 30.000 trong một buổi tối. Còn trong trường hợp các bạn để số thấp nhất đó chính là 16 độ ấy, thì mới rằng ở đây sau 6 tiếng sử dụng nhá thì nó sẽ tốn có khoảng là 7,7 tức là gần 8 số điện các bạn ạ, tương đương với ở mức 25 độ C. Điểm mạnh cũng là điện năng tiêu thụ của nó là vậy. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những điểm yếu này nhá. Thứ nhất, đó chính là em này, chúng ta sẽ có độ ổn của nó tương đối to với cá nhân mình như vậy. Nếu các bạn muốn mát ấy thì bạn sẽ ngồi gần, mà nếu bạn ngồi gần trong cỡ khoảng tầm là từ 30 cm cho đến 40 cm hay nói chung chính xác hơn đó chính là dưới 1 mét ấy, thì bạn sẽ thấy rằng nó khá là ổn, nhất là khi mà chúng ta ngồi cạnh tiếng ồn nó ở bên tai nó hơi khó chịu một tí cái thứ hai đó chính là em này ấy, hướng gió của nó như mình bảo rồi tối ưu nhất đó chỉ trên một đường thẳng thành ra với những ai mà ngồi quá xa hay ngồi lệch sang một bên ấy thì nó sẽ không được mát nếu mà so sánh là ngồi đường thẳng và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với bạn với em điều hòa di động Akunoma AK084 DMS này một cái em sản phẩm mình thấy rằng với cái tầm giá khoảng tầm là 4 triệu ấy thực sự đây là một cái sự chọn rất tốt dành cho các bạn học sinh sinh viên luôn khi mà chúng ta không muốn bỏ một số tiền quá lớn ra để lắp đặt những cái điều hòa to với mức giá tăng tiền hơn chưa cả là khi mà chúng ta muốn chuyển nhà hay chúng ta muốn chuyển phòng trọ ấy, thì việc lựa chọn những cái điều hòa treo tường như thế nó cũng sẽ lịch kỷ hơn rất nhiều các bạn nghĩ sao về em điều hòa Akuno mã AK084 DMS này với cá nhân mình ấy, thì thấy rằng điểm yếu này mỗi việc đó chỉ là nó hơi ổn thôi còn lại thì tương đối ok với nhiều tính năng khác nhau các bạn các bạn nghĩ sao về em điều hòa này thì hãy để lại ý kiến bên dưới nhá có đáng để lựa chọn không hãy các bạn comment nha. Còn bây giờ xin chào các bạn cho các lần sau. Nhấn like và subscribe quay một cái khôi ngậm nhá. Bye. bye.